Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là đây gọi là quạt giảm nóng chuyên chế độ cho điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình, xe tải, xe con đều được. Với một cái thiết kế khá là mỏng, cánh chéo, dẫn đến rất là nhiều gió. Thì dòng này là một loại sản phẩm rất là ưa chuộng. Và cái hàng của hãng Sanco này thì được rất là tin dùng, bởi vì là bên trong đồng chủ than của nó rất khá là ok. Nhựa của nó các bác nhìn này, rất là chắc chắn luôn ạ. Vì cái cánh chéo này nên là nó hút được rất là nhiều gió, rất là mạnh. Đây là chân lắp quạt. Khi anh em lắp vào các cái vị trí thì anh em có thể gài vào đây, sau đó anh em bắt vào cái vị trí mà mình xác định chế hoặc là lắp đặt. Đấy, em sẽ